Ở đây khách hàng sẽ lắp là 10 tấm 385W mọi người nhé. Đây là những dòng pin tháo mái mọi người này. Đợt này bên em còn 10 tấm này nữa. Khách hàng muốn giảm chi phí đầu tư thì chọn những cái tấm tháo mái này. Tuy nhiên thì chất lượng nó vẫn đang rất là ok. Bên em vẫn bảo hành cho khách hàng là 10 năm. Những cái tấm tháo mái là 385W cũng là những tấm cuối cùng rồi. Em phải bán thanh lý bởi vì bây giờ là tấm mới giá nó đang rất là tốt. Giá tấm mới nhập vào 450W thậm chí còn rẻ hơn đợt trước em nhập pin tháo mái này ấy. Nên là em phải đẩy giá cái tấm này xuống rất là thấp để bán thanh lý cho khách hàng. Thì coi như là khách hàng mua được cái pin này cũng rất là ok. Với cả trước đó anh ấy có hai tấm đang lắp ở trên này này. Hai tấm này là tấm 400W. Thì chúng ta vẫn kéo xuống để đấu chung với cái tấm 385 này bình thường. Nó chỉ chênh lệch một chút ít thì không sao mọi người nhé. Thì chúng ta vẫn đấu nối tiếp vào bình thường. Thì hai tấm trên kia bên em sẽ đấu xuống với ba tấm dưới này này. Máy Dyer 5kg này thì 6kg này thì sẽ có hai cổng vào nhé. Khách hàng ở đây lắp Dyer là 6kg này. Thì ba cái tấm này sẽ kết hợp với hai tấm ở trên kia thì năm tấm này sẽ vào một cổng, còn bảy tấm này sẽ đi vào một cổng. Đây. Sở dĩ không lắp trên này, khoảng cách nó rộng hơn nhưng mà nó bị che bởi cái bức này mọi người này. Nên là buổi sáng nó rất là lâu nắng. Bây giờ tầm này em cũng đang quay buổi trưa, chính giữa trưa nên là mọi người thấy nó nắng cả chỗ này. Nhưng mà để mà buổi sáng ấy thì nó che hẳn bởi cái bức tường này. Nên là không lắp ở trên này mà mình sẽ đẩy hết về phía dưới này thì nó sẽ đón được nhiều nắng hơn. Bên kia anh ấy có một tấm này là tấm bị vỡ từ đợt lâu rồi. Anh ấy mua để người ta vận chuyển bị vỡ này, thành ra là đang để sạc bình. Nó vỡ vụn ra như thế này. Tấm này còn kính cường lực, nếu mà vận chuyển không an toàn là rất là nguy hiểm. Nên là những cái tấm lớn bây giờ bên em hầu như là có xe chở đến cho khách hàng chứ không bao giờ gửi các đơn vị vận chuyển nữa. Những cái tấm nhỏ thì mình đóng gói nó ok. Chứ tấm này kích thước lớn 2m 1m mà nặng tầm khoảng 25 cân như thế này này. Nếu vận chuyển không đảm bảo là nó sẽ bị vỡ như này. Mọi người thấy kính nó vỡ vụn này. Thì vẫn tận dụng để sạc bình được nhưng mà nó sẽ không hiệu quả nữa. Thì tấm này anh ấy đợt đó không biết là mua thanh lý của ai hay sao. Có một tấm này lẻ đang vứt tạm ở đây, không lắp gì cả, để vứt đó để sạc bình thôi. Còn bên em lắp cho khách hàng hệ thống này, lắp 10 tấm 385 và kết hợp với 2 tấm 400 của anh ấy. Trên kia có 2 tấm anh ấy làm riêng. Trên đấy cái khung ở đấy thì chỉ lắp được 2 tấm. Đáng lẽ nếu mà đủ cái khoảng cách thì mình có thể lắp cái này ở trên dàn kia. Nhưng mà cái dàn kia thì không lắp được 10 tấm này. Nên là trên cái dàn đó chỉ lắp 2 tấm đó và bên em sẽ kéo dây xuống ở đây. Thì kết hợp với cái dàn mới này. Mới nhưng mà lắp mới thôi chứ pin thì anh ấy vẫn chọn là dòng pin thanh lý. Còn nếu mà từ đợt sau ấy, mọi người mà lắp đặt ấy thì cứ chọn những cái tấm mới. Vì là tấm mới mà bây giờ ấy giá nó đang cực kỳ tốt. Thời điểm trước ấy do là cái tấm tháo mái nó còn rẻ so với tấm mới thì khách hàng chọn. Và cái tấm này em cũng nói chia sẻ với mọi người lúc nãy là đẩy giá xuống bán thanh lý đi. Coi như là em bán thấp xuống rồi để hết cái lô tháo mái này mà mình tập trung bán pin mới thôi. Chứ pin tháo mái thì nó cũng ok, khoảng 95%. Nhưng mà thời điểm này em khẳng định là sẽ không có giá của cái tháo mái mà nó rẻ hơn pin mới được nữa. Pin mới đang rất là rẻ rồi, rẻ hơn cả tháo mái đợt trước. Nên là mọi người nếu mà đầu tư từ nay về sau thì có thể tham khảo những dòng pin mới bây giờ để lắp đặt. Chúng ta có 435, 450, 475 rồi 550, giá đang rất là tốt. Còn những cái tấm này khách hàng đã lựa chọn thì bên em cũng để cái giá, gọi là giá này là giá bán lỗ đấy, giá thấp hơn cả giá vốn. Nhưng mà anh ấy có cả mua biến tần với cả pin lưu trữ nữa thì bên em cũng hỗ trợ bán cho khách hàng với cái mức giá hợp lý và khách hàng cũng đồng ý thì bên em cũng bán thanh lý để tập trung nhập pin mới về thôi. Đây là 10 tấm 385 thì tổng công suất pin là 3,8 kg, với cả hai tấm kia nữa nó sẽ vào tầm khoảng hơn 4 kg một chút. Rồi máy biến tần thì sử dụng máy Dyer 6kW và pin lưu trữ là pin bên em đóng ở khối 51.2V 280Ah. Đây là dây bên em đi xuống cho khách hàng này, dây đi trong ống như này. Đây mọi người nhé, chỗ này này tầm khoảng 10 giờ nó bắt đầu mới nắng thì nó sẽ chủ yếu đón nắng buổi chiều. Buổi chiều thì nó nắng tốt hơn, còn buổi sáng thì nó sẽ bị che bởi cái này. Đó, nó bị che đây. Đây mọi người nhé, như cái xưởng này mà lắp thì ok này. Xưởng này bên này thì không bị che bóng gì cả này. Đó. Còn bên này của khách hàng thì các tấm pin đã được lắp đặt hoàn thiện ở trên máy đây rồi mọi người nhé. Công trình này có lẽ cũng là công trình cuối cùng của năm âm lịch năm 2023 đấy. Và xong cái này thì bên em cũng nghỉ Tết luôn. Thì ra năm mọi người có những cái dự án nào thì cứ nhắn tin rồi trao đổi qua các số Zalo thì bên em sẽ hỗ trợ tư vấn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xuống bên dưới nhé để tham khảo anh em lắp máy biến tần, pin lưu trữ và DJ hệ thống cho khách hàng. Rồi em sẽ chia sẻ lại hệ thống bên dưới một chút nhé. Ở đây là khu vực bên dưới mọi người nhé. Anh em đang lắp đặt máy biến tần và pin lưu trữ.
Chỗ này thì bức tường của khách hàng đợt trước làm cũng khá là lâu rồi này, hơi cũ một chút. Dây trên pin mặt trời anh em đi từ trên kia xuống, đi qua đây nhá. Đi vào ống ruột gà này, kéo xuống đây. Máy Dyer 6kW, lần nữa pin lưu trữ thì sẽ có một cái giá để ở ngay chỗ này luôn. Thì chúng ta sẽ chờ dây sẵn đó và kéo lên. Anh em đang đấu dây qua, dây sẽ được đi trong máng nhựa gọn đẹp như thế này này. Đây là máy Dyer, hybrid của Dyer thì được bảo hành 5 năm mọi người nhé. Con này là 6kW. Đây, quay cho mọi người xem cái tem thông số một chút này. Đây, mã là Sun 6K SG04 LP1EU. Đây, tủ điện full hybrid bên em đấu sẵn cho khách hàng. Tủ tương tự như máy Lock Power bản SNA 6kg hoặc là LXP 6kg mọi người nhé. Nó sẽ chạy CT ngoài. Đây, cái CT của nó này. CT thì sẽ không bị giới hạn tải. Nghĩa là ví dụ máy 6kg là khai thác tối đa, nhưng mà chúng ta tải lên cao hơn 6kg vẫn được bình thường, không có vấn đề gì cả. Chỗ này là cái bảng điện tổng của khách hàng, có những cái CB tổng với cả CB nhánh. Thì bên em sẽ lấy nguồn từ đây, cấp vào phần AC in cho cái tủ này và đấu phần output tải ra. Tất cả các dây thì sẽ được bấm đầu cốt. Đây là dây pin mặt trời xuống mọi người này. Chúng ta sẽ có 4 dây. Một dàn là 5 tấm, một dàn là 7 tấm. Bấm đầu cốt và đấu hết vào cái tủ điện này. Hệ thống này thì nếu mà lắp hết pin máy sẽ khai thác tận hơn. Máy 6kg này cũng cho phép lắp tới 7.8kg pin mặt trời. Chúng ta lắp 8kg vẫn được nhé. Mặc dù là máy 6kg nhưng mà của khách hàng thì tổng pin mặt trời vào mới chỉ hơn 4kg. Bởi vì như khách hàng chia sẻ ở đây thì cũng sử dụng không nhiều. Ban đêm thì cần lưu trữ nhiều hơn nên là khách hàng đã đầu tư luôn một quả pin 51.2V 280Ah tương đối lớn. Và để tiết kiệm chi phí thì khách hàng đã lựa chọn dòng pin bên em tự đóng. Lần nữa em sẽ quay khối pin lắp đây luôn cho mọi người xem nhé. Khối pin thì chúng ta sẽ đặt nằm ở đây và có dây dẫn lên đó. Anh em đang tiến hành bấm dây và thao tác một số phần từ tủ qua máy ở đây nữa. Chỗ này thì anh em đã hoàn thiện xong rồi mọi người nhé. Pin lưu trữ đây này, lúc nãy chia sẻ với mọi người là quả pin lưu trữ 280Ah. Quả này là bên em đóng cho khách hàng sử dụng mạch Zika 150A. Có nút nhấn và hai dây nguồn ra như vậy, hai cọc để bắt dây nguồn. Chúng ta sẽ kết nối lên tủ điện. Tủ điện cho máy Dyer thì cũng như tủ của Lock Power thôi, bên em vẫn thiết kế cho khách hàng như thế này. Có ATS chuyển mạch tự động hai nguồn độc lập này. Rồi AC out, AC in này, chống rét AC này. Bên dưới thì chúng ta sẽ có battery này, tải nhà PV1, PV2 và hai chống sét. Đây cái tủ hoàn thiện. Rồi đây là máy Dyer mọi người nhé. Lúc nãy thì đấu dây thì chúng ta mở cái nắp này, còn hiện tại đã được lắp đặt lại hoàn chỉnh như vậy. Đây máy Dyer hiện tại nó đang chạy này, em quay thông số cho mọi người xem chút. Pin mặt trời hôm nay nắng thất thường, tầm này em lắp xong là 15 giờ. Đây 15 giờ 16 phút này. 3 giờ chiều nhá. Nó ra được ký 6 này, ký 6 pin mặt trời. Chúng ta bấm vào thì nó sẽ báo dàn 1 và dàn 2 nhé. Dàn 1 là 225V và 3.9A. Dàn 2 là 191V và 4A. Đây công suất ra hai dàn 877W và 773W. Cái này nó sẽ thay đổi tùy theo thời tiết ở bên ngoài ấy. Nắng miền Bắc mùa này đang thất thường nhưng hôm nay vẫn có nắng. 15 giờ vẫn ra được 1600W này. Rồi đây là phần thống kê năng lượng nhé. Mới lắp một ngày thì nó mới cập nhật lên đây. Chúng ta sẽ theo dõi ở trên màn hình hoặc là kết nối qua điện thoại cũng được. Đây là phần battery. Bên này là tải nhà này. Đây. Đó hiện tại đang tải là có hơn 400W thôi. Đây tổng tải trong ngày này, tổng tải từ khi lắp máy này. Đây là điện áp. Phần năng lượng đây cũng hiển thị lên biểu đồ như vậy. Cái màn hình này thì cũng khá là trực quan, nhưng mà để về em vẫn thích cái màn hình của Lock Power bản phổ thông hơn ấy. Đây, phần này là phần battery này, đang sạc này. Điện áp đang là 54.6V, dòng đang là 20.3A dòng sạc vào nhé. Đang phát ra 1600W với cả nuôi tải gần 500W thì bây giờ nó còn 1100W này, nó đang cấp sạc vào cho battery mọi người nhé.
Như hệ thống này thì ban ngày các tấm pin mặt trời sẽ sản sinh ra cấp cho tải, tải nhỏ thì phần năng lượng dư nó sẽ sạc cho pin lưu trữ mọi người nhé. Nó sẽ sạc cho khối pin này, thì buổi tối khách hàng sẽ xả từ khối pin này ra để sử dụng. Như hệ thống này thì gần như là không cần sử dụng đến điện lưới. Nếu mà một ngày nắng đủ ấy, thì ban ngày cũng có thể tạo ra năng lượng dư cho phần tải rồi và nạp lại cho khối pin lưu trữ này. Khối pin này thì lưu được 14 kg. Giả sử như buổi tối chúng ta tính toán tải làm sao nó đầy đủ thì nó sẽ không phải lấy bên điện lưới nó bù vào. Còn những ngày âm u hoặc trời nắng thì nó sẽ lấy lưới một ít để hỗ trợ vào hệ thống mọi người nhé. Đây là máy biến tần Dyer 6 kW, pin lưu trữ là pin 51.2V 280Ah nhé, kết hợp với 10 tấm pin lắp mới là 385 và 2 tấm của khách hàng đã có sẵn, thì tổng công suất vào là hơn 4.000W. Mọi người quan tâm cần được tư vấn thì có thể liên hệ qua hai số Zalo em đang ghi ở góc phải màn hình đó nhé. Video này em xin tạm dừng tại đây, chân thành cảm ơn tất cả mọi người. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.